Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà khi mà em chích á, thì chúng ta làm thế nào cho nó bớt sưng, bớt xịt và meo lành nha các bạn. Chứ không phải em chích lấy dầu đêm thua nha. Thứ nhất là điều đặc biệt đó là kỵ. Khi mà em chích thì nó sưng lên thì bắt đầu là te, nó bắt đầu là kiểu như là nó ném cái phần nó sưng lên thì tức là nó ném cái phần thịt đó nha, mà còn sức dầu lên nó ném nữa là không có hại nha các bạn. Thì bây giờ mình chỉ cách đơn giản nhất thôi. Thì hiện tại đây hiện tại thì tem mình nó đã sưng này, thì con em đang chích hai phát này, này một phát ở đây, một phát ở đây là sưng cái te luôn của mình luôn này ha, sưng hết cả te luôn. Thì hiện tại mình rửa đây là ném này, ném từ đây ném xuống đây. Có nhìn các bạn nhìn thấy hai bàn tay của mình nó khác vậy nha, một tay sưng và một tay không sưng này. Rồi ok, một tay sưng và một tay không sưng nha các bạn. Đó đây, bây giờ thứ nhất là đá và thứ hai là tỏi. Thì tại sao thứ đá thì nó có khả năng làm mát, làm dịu cái vết thương đi nha. Rồi bắt đầu mình sẽ chà đá lên thôi, chà đá lên chỗ đây, mình chỗ vết thương ngang chỗ đây này, ngang chỗ đây nó chích ngang đây này và một cái ngang đây này, thì mình sẽ chà, thì chà hết luôn cái bàn tay cũng được, không sao hết, cho nó giảm cái nhiệt xuống các bạn. Thì hiện tại thì mình đang cảm giác thấy ngứa nha các bạn, ngứa ngứa và ném te. Thì đây hiệu quả nhất là này, chích xem là chườm đá. Rồi các bạn nào mới chích nó chưa sưng thì chẹp xe nấu sưng, thì mới chích mình làm liền, mới chích làm liền là hiệu quả nhất nha các bạn. Thì đây mình cảm giác ít ném ha, tại te mình ném quá rồi đó, te mình ném quá. Rồi và miếng tỏi đây mình sẽ đập dập. Đập dập nát cho nó ra miếng tỏi đây càng tốt nha mày. Rồi mình sẽ trà lên, mình sẽ để lên cái chỗ vết chích. Rồi. Rồi, đây là chích hai phát này, để lên chỗ hai chỗ luôn. Rồi nếu mà chùm đá lên thì cảm giác là thấy nó hạ nhiệt liền nha. Rồi ok, chúc các bạn thành công.